gia đình bà Nguyễn Thị Huyền, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã làm đơn khiếu nại gửi các cấp để làm rõ việc con trai của mình là Đơ XH, học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Lạc Long Quân, học tại trường nhưng không có học bạ và đã bị xóa tên khỏi danh sách học sinh của trường. Bà Huyền cho biết, năm 2019, em H vào lớp 6, trường trung học cơ sở Lạc Long Quân. Cuối năm học, em được thông báo phải thi lại 2 môn. Thời điểm này, bố của em trao đổi với hiệu trưởng Phan Thanh Thủy về việc em học chậm. Sau đó, lãnh đạo trường đã đồng ý cho em học tiếp lớp 7 và đề nghị gia đình làm đơn xác nhận tình trạng bệnh của con em mình để tạo điều kiện. Từ đó đến nay, gia đình vẫn đóng đầy đủ chi phí học tập cho em tại trường. Nhà trường chưa từng trao đổi về việc em không có trong danh sách học sinh của trường. Đến khi em học xong lớp 9, trong ngày lễ tri ân của học sinh lớp 9 dành cho bố mẹ, gia đình bị sốc khi không thấy con có tên trong danh sách. Gia đình đã hỏi nhưng hiệu trưởng trả lời chưa thỏa đáng. Nếu không cho con tôi học tiếp tại trường, nhà trường phải nói từ ban đầu, không phải đến bây giờ. Em học xong lớp 9 rồi lại trả lời không thể hoàn thiện hồ sơ, bà Huyền bức xúc. Cũng theo bà Huyền, chồng bà vẫn được tín nhiệm làm hội trưởng hội phụ huynh của trường suốt 4 năm qua và nếu con không có tên trong danh sách học sinh của trường, vì sao phụ huynh vẫn được làm hội trưởng? Bà Huyền thừa nhận, con trai mình mắc chứng tự kỷ nhẹ nên học chậm nhưng em rất ngoan, cố gắng học tập. Gia đình dự định sau khi em học xong lớp 9, sẽ xin cho em học tiếp hệ vừa học văn hóa vừa học nghề để em có nghề nghiệp. Thế nhưng giờ em không có hồ sơ để xin họ.